Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp đua Meda Ratline, một dòng xe đạp khung nhôm bằng càng carbon đến từ thương hiệu Meda, một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm rồi. Hôm nay em về một chiếc xe tông màu đỏ các bác nhé, logo trắng rất là đẹp, cực kỳ thể thao này, khung nhôm, sơn xi xe thì cũng còn khá là đẹp các bác nhé, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và quá trình vận chuyển từ nước ngoài về không thể tránh khỏi. Xe này thì được trang bị full hết một bộ comple Shimano Tiagra luôn các bác nhé, từ bộ chuyển động này, đây, gạt đĩa, được đè sau, rồi đùi đạp trục rỗng đến cụm phanh trước sau, và đưa tay lắp đây các bác nhé. Nguyên một set comple full hết một set Shimano Tiagra. Set này là 10 tầng vít và 2 tầng đĩa các bác nhé, cho 20 tốc độ khác nhau. Cặp vành của xe thì được sử dụng cặp vành nguyên cặp đến từ thương hiệu Mavic, một cái thương hiệu cũng cực kỳ là nổi tiếng của Pháp các bác nhé. Các bác chơi xe thì chắc chắn không thể không biết cái hiệu vành này rồi, cực kỳ là nổi tiếng. Cặp này là cặp Acacium các bác nhé, cặp Acacium nguyên cặp luôn các bác nhé. Mayer này là bi vòng cuối lỗ. Đó, đi vòng cuối lỗ. Vành trước cũng thế luôn các bác nhé. Đấy. Cũng của Mavic Acacium, Mayer bi vòng đấy các bác nhé. Đấy. Cái lốp trước này được trang bị cái lốp trước của hãng Michelin Dynamic Sport này. Một cái hãng lốp rất là nổi tiếng của Đức các bác nhé. Đây, trên phần ghi đông thì ghi đông của chiếc xe được sử dụng của FSA các bác nhé. Ghi đông FSA phụ tùng của Mỹ đúng không? Rất là ngon trên thị trường này. Đây, và đôi tay nắp Tiagra. Chiếc xe cấu hình cực tốt luôn các bác nhé, đang bán tại cửa hàng mức giá là 11.800.000. Cho một chiếc xe đạp rát đua rất là đẹp, thì từ thương hiệu Meda. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sai chiếc xe bao giờ cần chụp đạp bị khóa yên là 50 cm, thì khóa yên cái tâm của phốt là 54 cm, thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m67 đến khoảng 1m77 thì phù hợp. Đó nhé, bộ chuyển động là full Shimano Tiagra với 10 tầng lít và 2 tầng đĩa. Xe có 20 tốc độ khác nhau, chúng ta có thể điều khiển lên xe này động cực kỳ mượt mà đó nhé, rất mượt mà, hầu như là không có lỗ nhỏ gì. Và thì chiếc xe đang có giá bán Việt Nam là 11.800.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của những bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.